Chiều ngày 12 tháng 9, Đoàn Chùa Giác Ngộ Quỹ Đạo Phật Ngày Nay với sự hướng dẫn của Thượng tọa Thích Nhật Từ đã đến thăm và trao tặng trang thiết bị vật tư y tế ủng hộ công tác phòng chống dịch cho Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp. Các trang thiết bị vật tư y tế được trao tặng bao gồm 4 máy tạo oxy cá nhân loại 9 lít, 200 máy đo nhịp tim SpO2, 5.000 khẩu trang N95, 5.000 khẩu trang y tế, 500 bộ thuốc A dành cho F0 tầng 1-2 điều trị tại nhà, 200 chai nước rửa tay và 30 thùng sữa ngũ cốc. Đại diện chính quyền địa phương bày tỏ niềm vui và gửi lời cảm ơn chân thành đến Chùa Giác Ngộ, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã ủng hộ nhiều trang thiết bị vật tư y tế cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, thanh niên, dân quân tình nguyện phục vụ tại cơ sở cách ly F0 của quận, tại trường trung học cơ sở Quỳnh Văn Nghệ. Sau đó, phái đoàn tiếp tục đến thăm và tặng quà tại Ủy ban Nhân dân phường 7, quận Gò Vấp. Tại đây, đoàn đã trao các vật phẩm gồm 5 tấn gạo, 5 tấn khoai lang, 300 phần quà nhu yếu phẩm, 5.000 khẩu trang y tế và 200 chai nước rửa tay. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường 7, ông Phạm Trung Kiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường cho biết, sau khi tiếp nhận toàn bộ số gạo, khoai, nhu yếu phẩm và vật tư y tế trên sẽ được phân bổ để kịp thời hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn và các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch trên địa bàn phường. Đồng thời, ông cũng gửi lời tri ân chân thành đến Chùa Giác Ngộ, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay và những đóng góp cho công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn quận Gò Vấp nói riêng và thành phố Hồ Chí Minh nói chung.